đấy anh em phải mở lên, phải nhấc lên lên này, nhấc này lên này, nhấc này ra này. Không, còn nó bên dưới thì là ốc rồi. Sao con này đi kèm là hai chiếc này, một con dao thôi, còn thích hai con để kiếm tiền. Đây kiếm mãi một con là may lắm rồi. Bán dao này cho, bán xe gì này cho cả dao này, dây bán ra cả lít dao. Được làm dao không?